buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã gây tổn hại rất lớn cho cái hệ sinh thái. Việc buôn bán động vật hoang dã qua đường hàng không nói riêng và qua các con đường của ngành giao thông nói chung thì hiện nay đang trở nên là một vấn đề rất nóng bỏng. Chúng tôi kêu gọi tất cả các lực lượng chức năng, các hành khách để chung tay góp sức ngăn ngừa, phát hiện và bảo vệ động vật hoang dã.